Trở lại với tin tức về Covid-19 tại Mỹ, thưa quý vị và các bạn, lúc này theo như chúng tôi được biết thì chính quyền thành phố New York, thành phố trung tâm kinh tế của Mỹ đã có những động thái quyết liệt với những người đã không chịu tiêm vaccine Covid-19. Cụ thể vào ngày 11 tháng 2, có khoảng 3.000 người lao động tại thành phố New York có thể đã bị sa thải vì không đáp ứng các yêu cầu về tiêm chủng. Việc sa thải dự kiến sẽ được đưa ra trong bối cảnh bất bình đang ngày càng tăng ở Bắc Mỹ đối với các hạn chế do Covid-19 và nhiều quốc gia đơn phương dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang. New York đã yêu cầu tất cả nhân viên làm việc cho thành phố, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và giáo viên, phải tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, theo lệnh được cựu thị trưởng Bill de Blasio thông qua vào năm 2021. Chúng tôi không sa thải họ. Mọi người đang nghỉ việc. Trách nhiệm đã được nêu rất rõ ràng. Chúng tôi từng nói rằng nếu bạn nhận được công việc này, bạn phải tiêm phòng. Nếu bạn không tuân theo các quy tắc, đó là quyết định của bạn. Giống như việc đeo khẩu trang bắt buộc, tiêm phòng bắt buộc đã từng là một vấn đề chính trị gây tranh cãi ở Mỹ. Hàng trăm công nhân phản đối quy tắc tiêm chủng của New York đã tuần hành trên tòa thị chính ở Manhattan vào ngày mùng 10 tháng 2 để thể hiện quan điểm. Khoảng 95% lực lượng lao động tại New York đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi vài nghìn người khác vẫn chưa được tiêm chủng nhưng đã nộp đơn xin miễn trừ y tế hoặc tôn giáo để tránh mất việc làm.